Hey, xin chào cả nhà, mình là Cường Từ Điển đây, và đây là kênh YouTube của mình này, và đây là trang web cường.com của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi game ra hai qua mạng LAN. Qua mạng LAN nó đấu là các bạn có thể rủ người bạn bè đội chơi chung đấu với nhau hoặc là đánh với máy cũng rất là vui. Đây, như đây mình sẽ chơi mạng LAN và chơi một cái máy tính nha. Và trên một cái laptop đây, các bạn coi laptop này, mình hoàn toàn không dùng dây gì cả luôn này, không cắm dây gì cả, chỉ có dùng wifi thôi. Các bạn thấy không, chỉ có dùng wifi thôi. Và cái máy tính đã bàn mình đang dùng Win 10, còn máy tính của mình thì đang dùng Win 11. Đây Win 11 nha, còn máy của mình lại là Win 10. Đấy, hai cái Win 11 và Win 10 luôn nha. Rồi, mình chỉ có cắm chuột thôi. Cắm chuột, chơi game này bắt buộc phải có chuột nha, không có chuột là không thể nào chơi được hết. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vào game chơi này. Mình sẽ cho cái máy bàn mình làm máy chủ nha. Máy nào làm máy chủ cũng được hết các bạn. Rồi, vào game này. Ok, sau đó mình sẽ vào network này, work và new nha. Các bạn có thể đặt tên này, rồi và new này, rồi đây máy chủ này. Ok, ở đây mình sẽ chọn bản đồ trước đây nè. Tốc độ các bạn, game speed các bạn để 6 luôn nha. Đó, game 6 luôn. Mình sẽ chọn nước nghe. Mình sẽ chọn tiêu biểu hai nước đó là đại diện hai nước là Cộng hòa với lại Tư Bản, thì mình sẽ chọn Nga với là Hàn Quốc nha. Nên là hai nước này đầy đủ công nghệ luôn và cũng được nhiều người chơi nữa. Ok, nên mình sẽ chọn cái màn mà nổi tiếng nhất là màn map đây, map này đây. Map 88 máy đây. Rồi. Ok, đó 8 máy luôn, là mở được tối đa là 8 người chơi luôn á, tính luôn các bạn nha. Rồi ok, ở đây mình sẽ drive cho laptop này, mình mở. Đây là đây sẽ là máy chủ nha các bạn. Rồi, còn đây là máy con. Rồi bạn vào network này. Network đó. Ở đây mình sẽ thấy được cái cường tự điển này, đó, thấy được cái máy chủ cường tự điển này, click vào thôi và chọn là join nha. Rồi. Đó, ở đây mình đã hiện được là hai máy đó nè. Rồi. Mình có nhận cài dịch vụ về game cài game ra hai ha. Nếu mà các bạn mình có nhận cài máy trở lên thì mình sẽ hỗ trợ sửa lỗi hai ha. Nếu mà các bạn cái lỗi mà không kết nối được hai máy với nhau ha. Rồi tất cả các lỗi, ví dụ nè, ví dụ màn hình đen rồi nè ha. Màn đen rồi nè, không có đó. Mình vào lại game này không có bị màn hình đen rồi nè ha. Và chơi game rất là mà không có bị chậm giật lắc gì cả. Mình sẽ nhận có cài nhận dịch vụ nha. Ở đây mình sẽ chọn nước Hàn Quốc. Korea. Rồi, accept nè. Máy này phải accept trước nha, máy con phải accept rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn start game nè. Vào đơn giản các bạn, không hề lỗi gì cả nha. Rồi ok. Mình sẽ chơi hai máy cùng một lúc luôn. Ở đây các bạn có thể nhấn cái ESC ha, và các bạn vào game control này các bạn. Rồi các bạn tích vào cái see hidden object nè, để cho nó có ăn hộp nha, để nó có hiện hộp. Mình sẽ xây cho các bạn xem đầy đủ, coi thì nó có đầy đủ các tướng, các xe đồ không nha.
Coi các bản này là bản 30.000 vàng nha các bạn, và full tướng, full full lính rồi full xe đầy đủ hết luôn. Ai nhận cầu dịch vụ thì liên hệ số điện thoại mình là 0366 824 524 nha. Chúc các bạn qua Zalo của mình là hỗ trợ cài. Game này chơi chiến thuật nó rất là hay, đấu với bạn bè rồi vui nữa. Đấy, Win 11 này đó, mình có thoát ra này, thấy không? Cũng không có bị màn hình đen đâu gì, cũng không có bị chậm giật lắc gì hết đó. À, đến rồi chạy mượt mà luôn, không có bị lỗi nó văng đá gì hết, nãy giờ mình chơi không có bị đá gì hết. Rồi. Có cờ rồi không mày? Xây nhà nguyên tử rồi luôn, test nhà nguyên tử đầy đủ hết nha, full hết luôn tất cả các tính năng đồ, full hết luôn. Cái nhà này là cho map rồi nó sáng lên nè. Rồi nè. Rồi để có một cái nhà, nhà này nhà thiết giáp ha. Rồi bưng tử ở đây. Nhà thiết giáp với là bao nguyên tử thì nó phải có năng lượng nó mới chạy được nha, không có năng lượng nó sẽ cái dòng này sẽ đứng thôi. Rồi có năng lượng này. Này nhà nhận đôi nè, nhận đôi để mà kiếm tiền kiếm đồ các bạn. Có cái mập này nha, là khinh khí cầu của các bạn, xe xét 3.000 đầy đủ nè, đó mình sẽ mua xe xét 3.000 nha. Đây, lính ở đây có Yuri nè, có gián điệp nè, đầy đủ nè, có đầy đủ hết. Một số nước thì nó sẽ có những lính đặc thù, nhưng mà theo mình thấy nước Nga là đa số cái gì cũng có hết luôn. Đó, có lính vodka rồi gì đây. Đây có nhà nguyên tử nè. Xong này là đầy đủ hết nha. Đó mình sẽ mua xe xếp mình test. Đó có xe xếp 3.000 rồi các bạn. Mình sẽ nâng cấp luôn ha, nâng cấp nhà lính mà không còn đây. Đây, nhà nhận đôi này đầy đủ nè. Rồi để nâng cấp nhà xe thì mình sẽ cho lính mình đánh vào cái xe, bắn vào nhà lính nha. Rồi ok. Rồi cho cái thằng kỹ sư đó, đứng đi đường trước và gián điệp đi đằng sau đó. Nhấn Z này, rồi cho nó vào, cho nó chui vào nhà. Đây, các bạn coi cái nhà xe này nó có dấu, bắt đầu có dấu sao nè. Thấy chưa? Có dấu sao hết rồi nè, đã được nâng cấp rồi nè, một sao nè. Lên 3 sao nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Để mà xe đổ ra nhiều, các bạn mua nhiều nhà lính về. Có một chiếc xe một sao rồi nè. À, tương tự bên này đầy đủ nè. Unit ready.
xác định. Rồi, có bơm nguyên tử là mình thẻ thử quẻ nha. Mình lính ở đây mình làm một test nè. Test lính nè, test bơm nguyên tử nè. Làm tiền thì các bạn mua cái thằng gián điệp này nè, mua nhiều cái thằng gián điệp mình lên. Cho nó vào. Thằng gián điệp này cho nó vào nhà nhân đô nó có giá tới 1.000 lận. Rồi mình bây giờ mình sẽ thử cái sức công phá của cái bơm nguyên tử nha. Lấy tầm nhìn ta. Rồi. Rồi một quả bơm nguyên tử nè. Cho ra đây. Rồi một quả bom nguyên tử cho hết đám này ông nha. Cho hết luôn, cho sạch luôn ha các bạn. Rồi đây sẽ thiết giáp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tương tự mình cho một cái quả bom thiên nhiên này. Không chết hết theo, vẫn còn mấy em sống sót nữa không? Này là cái dịch chuyển. Ồ, dịch chuyển được cho kẻ tướng địch luôn nha các bạn, không phải là chỉ có tướng mình không đâu nha. Rồi mình sẽ luyện cái xe xét này nè, mình sẽ luyện cái xe xét để cho lên 3 sao nha, mảnh cho xuống nha. Để mấy em này ra gửi em này. Mình sẽ cho nó bắn vào một chỗ cho nó không có phản kháng á. Rồi, nhưng đây là luyện đủ nè. Rồi một em lên sao 3.000 rất là nhanh. Từ đây. Còn cái tầm xe nó bắn nè. Dễ sợ không các bạn?
Đấy, mình đứng ở đây mình bắn, mình đứng ở đây mình bắn. Đây. Đó, bắn được luôn không? Xe dễ sợ chưa đó. Bắn nhanh nữa nha các bạn, giáp nó vừa nhanh vừa trâu vừa mạnh nữa, nói chung là hoàn hảo. Nó chỉ có nhược điểm là không bắn được trên không thôi. Giáp nè. Thôi. Dùng đập hết luôn đi. Rồi thắng rồi, xong. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Ai có nhu cầu cần cài ra hai, mình sẽ cài qua Ultra View nha các bạn. Thì liên hệ mình, số điện thoại là 0366 824 524. Xin cảm ơn cả nhà.